Quảng, Chu Lá Quê, Đanh Lá, Xuất Tá, phân đoạn 203-204 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thụ, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 44 kinh Phương Quảng, tiểu kinh Phương Quảng, Chu Lá Quê Đanh Lá, Xuất Tá, phân đoạn 203-204 do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu chưa có vào. Dạ, chưa có thấy Thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ. Dạ, xin quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Thượng tọa Tuệ Siêu chắc đang online. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con chưa thấy Thượng tọa Tuệ Siêu vào. Giờ đây thì con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang một bài kinh khác cũng tên là Phương Quảng. Bài kinh này ngắn hơn bài kinh khác, do đó bài kinh này gọi là chư kinh Phương Quảng. Và trong ý nghĩa của chữ Phương Quảng mà chúng ta được nghe ra thì Phương Quảng có nghĩa là một hình thức trình bày rộng rãi ý nghĩa qua cách vấn đáp. Và đây ghi là một cuộc đối thoại giữa một vị thánh ni, thánh ni Thamadina và nam cư sĩ Visakha. Vị nam cư sĩ này là chồng cũ của vị thánh ni trước khi đi xuất gia, và cả hai đều là những bậc thông tuệ, cả hai là những bậc có đắc chứng. Và những gì mà vị thánh ni này trả lời và những câu hỏi được nêu ra, đó là một cái một mô tả rất là sinh động về cái nhìn và tiến trình tu tập. Bây giờ thì bài kinh này cũng như bài kinh trước tương đối dài,
Do đó chúng ta sẽ chia ra nhiều phân đoạn học cho nhiều ngày. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học đầu. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Là từ phân đoạn 203 đến 204, hai phân đoạn. Bây giờ xin mời quý Phật tử hãy đọc từ phần chánh kinh. Sau đó chúng ta cùng thỉnh thực tỏ pháp tịch vị giảng sư của chương trình hôm nay về đến đại chúng ý nghĩa của bài học. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cảm ơn quý sĩ ạ. Con xin được đọc chánh văn, chánh kinh bài hôm nay. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 44, tiểu kinh Phương Quảng, Chu Lá Quê Đanh Lá, Sutta, phân đoạn 203 đến 204 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 44 tiểu kinh Phương Quảng Chu Lá Quê Đanh Lá Xuất Tá, phân đoạn 203 đến 204. Cũng như bài kinh trước Phương Quảng Quê Đanh Lá, ở đây chỉ cho sự trình bày giáo nghĩa qua hình thức vấn đáp. Kinh này ngắn hơn bài kinh trước nên gọi là tiểu kinh. Thở ấy, Đức Thế Tôn trú ở thành Raja Gá Há Vương Xá, nam cư sĩ Quý Sa Khá đến vấn đạo Ni Sư Thăm Má Đinh Na. Những câu vấn đáp khởi đầu, tự nhận thức bản thân cho tới cứu cánh giải thoát. Những câu trả lời sau đã được xác chứng bởi bậc đạo sư. Nam cư sĩ Quý Sa Khá là một phú thương có tiếng tại Vương Xá, là chồng cũ của Ni Sư Thăm Má Đinh Na. Khi chưa xuất gia, vị nam cư sĩ này cũng là một bậc thánh A-na-hàm. 203. Nhận thức tự thân. Tự thân hay sự hiện hữu của mỗi chúng sanh là sự cấu thành của năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn tập khởi từ ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chấm dứt khác ái là tên gọi của Niết Bàn. Bát Thánh Đạo là hành trình dẫn đến giải thoát. Kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Raja Gá Há Vương Xá, tại quê Lú Quá Ná Trúc Lâm, chỗ Cá Lăng Đắc Cá Ní Quá Pá, rồi nam cư sĩ Quý Sa Khá đến chỗ Tỷ Kheo Ni Tham Má Đinh Na ở. Sau khi đi đến đảnh lễ Tỷ Kheo Ni Tham Má Đinh Na, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Quý Sa Khá thưa với Tỷ Kheo Ni Tham Má Đinh Na, tự thân: Thưa Ni Sư, tự thân sắc cá giá được gọi là như vậy. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Hiền giả Quý Sa Khá: Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này Quý Sa Khá, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Lành thay, thưa Ni Sư. Nam cư sĩ Quý Sa Khá hoan hỷ tín thọ lời Tỷ Kheo Ni Tham Má Đinh Na nói, rồi hỏi Tỷ Kheo Ni Tham Má Đinh Na thêm một câu hỏi nữa: Tự thân tập khởi, thưa Ni Sư, được gọi là như vậy. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi sắc cá giá sâm mú đá giá là như thế nào? Hiền giả Quý Sa Khá: Khác ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Quý Sa Khá: Khác ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Tự thân diệt, thưa Ni Sư, được gọi là như vậy. Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Hiền giả Quý Sa Khá: Sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của các ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Quý Sa Khá: Sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Thưa Ni Sư, tự thân diệt đạo được gọi là như vậy. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? Hiền giả Quý Sa Khá: Con đường
thánh tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa Ni Sư, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, hay thủ này khác với năm thủ uẩn? Không phải, hiền giả Quý Sa Khá, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, thủ này không khác với năm thủ uẩn kia, hiền giả Quý Sa Khá. Phàm có dục tham đối với năm thủ uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng là ở đây vậy. 204. Nhận thức sai lạc về tự thân hay thân kiến. Thân kiến không đơn thuần là một quan niệm mang tính lý luận suông, mà đó là sự chấp thủ sai lầm tạo nên bao hệ lụy. Đó là một kiết sử sợi dây trói buộc, ngay cả một người hiểu được Phật Pháp nhưng chưa chứng thánh quả vẫn có chấp thủ thân kiến. Đó là một kiến chấp vốn sâu đậm trong tâm khảm của mọi chúng sanh. Kinh văn thân kiến. Thưa Ni Sư, thế nào là thân kiến? Ở đây hiền giả Quý Sa Khá, kẻ vô văn phàm phu, không đến ý kiến các bậc thánh, không thần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong sắc, xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ, xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng, xem hành là tự ngã, xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành, xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả Quý Sa Khá là thân kiến. Thưa Ni Sư, thế nào là không phải thân kiến? Ở đây này hiền giả Quý Sa Khá, vị đa văn thánh đệ tử đến ý kiến các bậc thánh thuần thuộc pháp của các bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh, đến ý kiến các bậc chân nhân thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thọ, không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng, không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong các hành, không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả Quý Sa Khá là không có thân kiến. Những điểm cần nhớ, sớ giải chú thích về bốn thân kiến đối với năm uẩn bằng thí dụ. Một, chấp thủ các uẩn là bản ngã như nói ánh sáng chính là ngọn đèn. Hai, chấp thủ bản ngã chính là các uẩn như thấy cái cây chính là bóng cây. Ba, chấp thủ các uẩn trong bản ngã như chấp mùi hương là hoa. Bốn, chấp có bản ngã trong các uẩn như là viên ngọc trong hộp đựng châu báu. Dạ, kinh văn đến đây đã hết. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sư Khai dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn cô Phong Lan đọc bài học hôm nay. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là cái bài kinh gọi là kinh tiểu kinh Phương Quảng. Thì cái bài kinh hôm nay đó là do nó ngắn hơn cái bài kinh hôm trước, cho nên là gọi là tiểu kinh Phương Quảng. Phương Quảng là những cái bài kinh mang tính giải rộng theo cái hình thức vấn đáp. Thì nội dung của trong cái đoạn này đó thì chúng ta thấy trong cái bài kinh này đó, ở phần này, đoạn này đó, thì khi mà cư sĩ nam cư sĩ Visakha đến để vấn đáp, vấn hỏi đạo về thánh ni ni sư Thammaninda Dina, thì ở đây đó chúng ta biết rằng hai vị này á, được biết đó là trước đây khi còn là cư sĩ, khi còn là người ngoài đời đó, thì hai người này, hai vị này là chồng vợ với nhau. Sau đó thì đi sư đi sau đó thì đi sư đi xuất gia, riêng vị cư sĩ Visakha đó thì được biết là trước đây là một cái vị thương gia giàu có. Thì nói như vậy thì có nghĩa là vị thánh ni này được xem, được biết như là một vị thuyết pháp rất là giỏi trong cái hàng thánh ni đệ tử của Đức Phật. Và ông thiện nam Visakha cũng là một cái người mặc dù là cư sĩ nhưng mà nó cũng chứng tam quả. Thì nội dung của kinh này đó, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại Viluvana Rajagaha, tức là cái xứ ở nơi thì Viluvana là một cái chùa Trúc Lâm ở nơi đó, thì tại cái chỗ Kadalaka Nibbagwa, thì khi mà ông cư sĩ thiện nam Visakha đến để mà đảnh lễ rồi chào hỏi, mặc dù trước đây là hai vợ chồng khi đã đi sư đi xuất gia rồi trở thành một vị thánh ni có cái khả năng thuyết pháp rất là giỏi, và ông thiện nam Visakha đó thì cũng là một Visakha đó là cũng là một trong những cái người cư sĩ chứng quả Arahant là tam quả. Thì khi mà vị cư sĩ này đến nó ngồi đảnh lễ rồi đó, thì đặt câu hỏi. Thì khi mà đặt câu hỏi như vậy đó thì hỏi rằng là với ni sư đó, là thưa với ni sư đó là tự thân được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng bà Visakha, thánh ni Thammaninda đó, thì lại trả lời là Đức Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn, vậy đó là tự thân. Thì chúng ta thấy rằng nó là khi mà nói đến cái tự thân, tức là nói đến cái thân ngũ uẩn này, và cũng chính chấp thủ đối với năm uẩn này là tự thân, là tự thân. Vì ở đây đó là chúng ta thấy rằng đối với năm uẩn là cái kết quả của phiền não, kết quả của tham ái, của dục ái, của sắc ái, của hữu ái và của phi hữu ái. Như vậy thì ở đây đó là sở dĩ mà có năm uẩn là do tham ái mà ra, do tham ái mà ra. Thì khi mà nói đến năm uẩn thì chúng ta chỉ cho cái thân này, nếu nó sắc uẩn
là chỉ cho cái xác thân này. Chúng ta thấy rằng cơ thể của chúng ta, tóc, lông, móng, răng, da, hình hài này đó là sắc quẩn. Còn cái bốn cái thành phần danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó, thì cái thọ quẩn là cái cảm thọ ở trong cái tâm lý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Tưởng quẩn là những gì mà chúng ta kinh nghiệm cảnh, chúng ta biết qua những cái cảnh đó, nó trở thành những cái mà chúng ta hiểu biết, tri biết như vậy. Hành quẩn là những cái gì, những cái gì mà nó liên quan với tâm lý, và đó là cái sự thay đổi, biến đổi ở trong tâm lý của mình. Còn thức quẩn là cái mà chúng ta biết, là nó là nhận thức biết rõ. Thì bốn cái thành phần danh quẩn này đó, gọi chung lại là tập hợp lại gọi là quẩn. Vì được gọi là quẩn đó, là nó có một cái sự kết hợp của nhiều thành phần, kết hợp của nhiều thành phần, chứ không phải là chỉ đơn thuần là nó một mình nó, hay độc lập một mình nó, mà nó là kết hợp của nhiều thành phần, nhiều thành phần. Sắc quẩn nó cũng là kết hợp nhiều thành phần, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng vậy. Thì ở đây đó, chúng ta thấy khi mà nói rằng cái tự thân tức là năm thủ quẩn, chúng ta nói đến năm quẩn là những cái bình thường, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Nhưng mà do mình chấp thủ ở trong năm cái đó đó, gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, chấp vì sao? Ở đây đó là sau khi mà ni sư nói đó là ni sư Thamananda nói ra là do chấp thủ năm quẩn như vậy đó, thì đó là tự thân của năm quẩn. Khi mà điều đó đó là chúng ta biết rằng khi mà một vị thánh trả lời cho một câu hỏi, thì ở đây đó là chúng ta biết rằng bản thân của cái vị thánh đó đó là phải thực chứng. Thực chứng tức là bằng với cái sự chứng nghiệm của mình, và bằng với cái biện tài của một vị có khả năng để mà diễn giải giáo pháp của Đức Phật đó, như là Ni sư Thamananda đó, Dina đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái đó là cái mà thực chứng của các ngài. Và khi mà các vị ấy trả lời bằng cái thực chứng của mình đó, thì được Đức Thế Tôn ngài xác chứng những điều đó, tức là Đức Phật ngài xác chứng những điều đó, chỉ có Đức Phật ngài xác chứng những điều đó. Thì khi mà nói đến tự thân á, tức là cái gì mà chúng ta nói đến năm quẩn này và sự chấp thủ đối với năm quẩn này, chấp thủ với năm quẩn này, thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái năm quẩn và năm thủ quẩn là cái mấu chốt và cái mắt xích và cái yếu tố để làm cho chúng sanh phải khổ, làm cho chúng sanh phải luân hồi. Và năm quẩn này nó là cái kết quả của cái gì, cái sự chấp thủ của năm quẩn đó. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng sự tập khởi của tự thân đó là gì, sự tập khởi của năm thủ quẩn đó, thì bà Visakha, Ni sư Thamananda mới trả lời: này hiền giả, Visakha, khi khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu giới hỷ tham, câu hữu giới hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này Thế Tôn gọi tự thân tập khởi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là sở dĩ mà năm quẩn có mặt đó, chúng ta thấy rằng chúng sanh đó, là hiện khởi ở dưới dạng năm quẩn là phần nhiều, cho nên gọi chung là năm quẩn. Chứ có những chúng sanh thì
ở các cái cảnh giới có một quẩn, tức là sắc quẩn, như là cõi vô tưởng, rồi có bốn thành phần danh quẩn như là cõi vô sắc, không có sắc quẩn nhưng mà bốn thành phần danh quẩn vẫn có. Nhưng mà phần lớn chúng sanh hiện hữu đó ở trong tam giới này đó, là dưới dạng năm quẩn. Vì vậy nói năm quẩn là nói chung, nói chung. Mà cái gì sở dĩ mà cái gì để có cái sự hiện hữu của năm quẩn đó, đó chính là do ái tham. Mà ở đây nói rằng sự khác ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức dục ái, hữu ái và phi ái. Thì chúng ta thấy rằng cái ái ở đây đó là cái sự khao khát, cái sự ham muốn. Tức á, là nói đến cái gì? Nói đến cái dục ái, tức là những chúng sanh đắm nhiễm ở trong ngũ dục. Ở trong ngũ dục sắc, thinh, hương, vị, xúc, khao khát đi tìm những cái chỗ, đi tìm những cái đó. Và khi những cái đó đó nó làm cho những chúng sanh phải thích thú ở trong đó, là hỷ tham ở trong đó, rồi tìm cầu chỗ này chỗ khác. Chỗ này chỗ khác là nói đến cái sự hướng cầu để mong có mặt từ ở cái khác ái đó, từ ở cái khác ái. Mà đặc biệt là khác ái ở đây đó là nói đến cái dục ái, tức là cái ưa thích ở trong ngũ dục. Thì ở đâu có ngũ dục thì tìm cầu cái ngũ, đi tìm cầu tham đắm khát khao đối với ngũ dục đó, và khiến chúng sanh có mặt ở trong những cái cảnh giới đó. Để chi? Để sự hưởng thụ, để sự có mặt, để sự hưởng thụ. Và vì vậy đó thì chúng ta thấy nè, một điều đó là không bao giờ mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn trước một cái gì chúng ta hưởng thụ. Đó là điều mà chúng ta thấy. Bởi vì cái tính chất của ái á, là nó luôn luôn có cái sự khát khao, không bao giờ thấy đủ. Như trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng dĩ như mà mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Và do vậy đó, khi mà một chúng sanh đắm nhiễm ở trong ngũ dục, thì ở đâu tìm cầu có ngũ dục thì sự có mặt ở đó. Sự có mặt ở đó để chi? Để hưởng thụ, để hưởng thụ đối với ngũ dục. Thì đó là một trong những cái khác ái mà làm cho chúng sanh có cái sự chấp thủ năm quẩn này. Một tiếng nữa chúng tôi sẽ nói đến cái việc mà chấp thủ năm quẩn. Thì chúng ta thấy nếu mà nói giáo lý Duyên Khởi đó, thì cái sanh lão xúc thọ, sanh lão tử sầu bi khổ u não đó, thì cái đó là quả của luân hồi. Cái quả của luân hồi, sở dĩ cái điều đó nó có đó là do cái phiền não mà ra, phiền não mà ra, do cái hành động mà ra, do cái hành động mà ra. Và khi nói đến phiền não thì đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Thì trong đó có cái tham ái, tham ái. Cho nên ái mà có mặt ở đâu, khao khát tìm cầu chỗ này chỗ kia đó, cho nên khiến cho chúng sanh có cái sự chấp thủ đối với năm quẩn. Và sở dĩ mà năm quẩn có mặt và chấp thủ trong năm quẩn cho nên khổ đau, năm quẩn có mặt là do khát ái, do tham ái, do vô minh, do chấp thủ, cho nên có cái quả là xúc thọ lão tử, sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Đó là hệ quả của nó. Cho nên ở đây nói đến sự tập khởi của năm quẩn, đó chính là ái tham. Mà ở đây nói đến dục ái, tức là ưa thích, tìm kiếm, tri tầm, hướng đến, dính mắc ở trong ngũ dục. Ở đâu có ngũ dục? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái cảnh giới ở trong cõi dục, ngoại trừ những cái bậc thánh có một, thì cái vị ấy không có dính mắc ở trong ngũ dục. Còn phần lớn ở trong phàm phu á, thì bị dính mắc ở trong ngũ dục. Thì ở đây đó chúng ta thấy nói là như vậy, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nghe nó rất là bình thường.
Bởi vì chúng ta luôn luôn tìm kiếm, gắn bó, kháng khích với nó, cho nên là chúng ta thấy nó là bình thường. Hơn nữa là chúng ta ở trong cõi giới, thứ đó đó là thỏa mãn dính mắc, làm cho chúng ta thỏa mãn và chấp giữ như vậy, cho nên là chúng ta có hiện khởi ở trong cõi dục. Cõi dục là như vậy. Thì như vậy thì cái tha mái ở trong ngũ dục đó là dục ái dính mắc ở trong ngũ dục đó, tức là dục mắt thì thấy, tai thì nghe âm thanh nó hay, mũi thì ngửi mùi thơm, lưỡi thì nếm hương vị ngon, thân thì xúc chạm êm ấm, chỉ nói là đơn giản như vậy, nhưng sự thật là tâm dính mắt. Bỏ chỗ đó ra thì mình nói không có cái gì để vui. Và chính như vậy đó thì chúng ta thấy Phật ngày nói đó, thì ít vui mà nhiều khổ. Và dục á thì có cái vị ngọt của nó, có cái sự nguy hiểm của nó, và có sự xuất ly của nó. Như vậy thì nhiều khi á thấy, chứ ít khi là chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Và hiếm khi chúng ta lại thoát ly được ngũ dục, thoát ly ngũ dục. Vì vậy cho nên ở trong ngũ dục mà Đức Phật ngài gọi là dịch dục ít vui nhiều khổ là như vậy. Nhiều khổ chưa kể là những cái hệ lụy ở trong đời sống, không phải chỉ đơn thuần là như vậy, khiến cho chúng ta phải có mặt ở trong cái các cái cảnh giới, đặc biệt là cõi dục, để rồi chúng ta đắm nhiễm. Thì từ ở cái sự hưởng thụ đó mà biết bao nhiêu cái sự nóng bức, cái sự khao khát, rồi cái sự dính mắc ở trong đó là do chúng ta đắm nhiễm ở trong dục, tức là dục ái. Bây giờ nói đến cái hữu ái. Cái hữu ái ở đây đó thì chúng ta thấy nó làm người ta đó có thể rằng là từ ở cái khổ, người ta ở trong cái khổ, người ta mong muốn rằng ở một lúc nào đó, ở một kiếp lai sinh nào đó, người ta tái sanh ở một cảnh giới nào đó để gọi là hanh thông hơn, tốt đẹp hơn, sung sướng hơn. Người ta cứ nghĩ như vậy, rồi thế là người ta vẫn ước vọng ở trong tương lai, vẫn ước vọng tương lai. Hoặc là người ta cứ nghĩ rằng là có một cái gì đó giống như là sự chấp thủ đối với năm quẩn. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi nói đến năm quẩn thì cái sự chấp thủ đối với năm quẩn á, thì quý vị thấy rằng là dính mắc đối với năm quẩn, nghĩ rằng sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, hoặc là sắc quẩn là của tôi, hoặc là sắc quẩn là của tôi. Thì cái gì đó đối với cái thân này, đối với cái thân này thì sắc quẩn là tôi, có cái tôi ở trong tôi, ở tôi là sắc quẩn này, hoặc là sắc quẩn là của tôi, hoặc là tôi ở trong sắc quẩn này. Thọ quẩn cũng vậy, thọ quẩn là tôi là thọ quẩn, thọ quẩn là của tôi, vân vân. Tưởng quẩn thì chúng ta thấy là ở trong bốn cái thành phần danh quẩn á, thọ, tưởng, hành và tức, cái đó là cảm nhận của tâm lý, cái đó là cái tâm lý của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Nhưng mà nó tùy theo cái khía cạnh mà chúng ta nói đến. Thí dụ như là thọ là sự cảm thụ đối với cảnh ở trong đời sống. Chúng ta thấy là nhiều khi là mình buồn, mình vui, hay là mình không buồn, không vui. Có khi buồn, vui hay là không vui đó, mình cứ nghĩ rằng tôi buồn hay là tôi vui, hay là tôi không buồn, tôi không vui, hay là trong cái vui, cái buồn đó có tôi ở trong, vân vân. Hoặc là cái mà tôi buồn đó là của tôi, hay là tôi vui đó là của tôi. Thì cái cảm nhận đó, đó là vì mình lầm tưởng. Mình lầm tưởng. Mà ở đây cái ví dụ là sao?
giống như là một trong những cái người mà gọi là chấp thử đối với lại năm uẩn là bản ngã đó, thì nói như là ánh sáng chính là ngọn đèn, ánh sáng là ánh sáng, mà ngọn đèn là ngọn đèn, mà nhiều khi chúng ta lại có người lại chấp giữ, chấp thủ đối với năm uẩn là như vậy, hoặc là chấp thủ bản ngã chính là các uẩn, thấy như thấy cái cây chính là bóng, lầm tưởng như vậy, cây là cây mà bóng là bóng, cái bóng bóng là bóng mà cây là cây, có nghĩa là chúng ta thấy là cái cây đó thì nó hiện khởi lên, nhưng mà khi mặt trời nó mọc, nó ngã, bắt trời mọc lên rồi ngã xế chiều, thì cái bóng nó phải theo cái hướng của cái cây. Nhưng mà rõ ràng bóng là bóng, cây là cây. Chúng ta thường là lầm tưởng như vậy, lầm tưởng như vậy, lầm tưởng như vậy. Hoặc là nói rằng sự chấp thủ đối với các uẩn trong bản ngã như cái mùi của hương hoa, thì chúng ta thấy rằng do có cái cây hoa đó nó tót ra mùi hương, nhưng mà cái mùi hương là mùi hương, hoa là hoa. Chúng ta thấy có những loài hoa nó có sắc nhưng mà nó không có hương, có loài hoa là vừa có sắc vừa có hương, nhưng mà có những loài hoa có hương mà không có sắc, thì chúng ta cũng gặp nhiều cái trường hợp đó. Thì ở đây nhiều khi cái sự chấp thủ của mình á, mình cho rằng như vậy, mình cho rằng như vậy, cho rằng cái mùi của hương á là hoa, thì rõ ràng là hương là hương, hoa là hoa, khác nhau hoàn toàn. Thì chấp sự kết hợp của hương và hoa đó, chúng ta phải phân biệt được cái này giữa hương và hoa, hay giữa bóng và cây, thì chúng ta phải phân biệt rõ. Mà hai cái thành phần này nó hợp lại đó, nó hợp lại á, thì ta gọi là một cái cây hoa có hương, hay là một cái bóng cây, ta gọi chung là như vậy. Thì cái tập hợp của năm uẩn á, nó cũng là sự tập hợp như vậy, sự tập hợp của các thành phần lại, cho nên nó không có một cái gì nó duy nhất hay nó độc lập. Rồi ở đây đó là nói sự chấp thủ đối với bản ngã ở trong năm uẩn như là một viên ngọc trong một cái hộp đựng ngọc bảo. Chúng ta thấy rằng như vậy. Cho nên nhiều khi là mình cứ nghĩ rằng viên ngọc nó cái hộp là viên ngọc, mà hộp là cái hộp đựng, viên ngọc là một cái hộp đựng, nhưng mà viên ngọc nó vẫn là viên ngọc. Ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là khi một người mà chấp thủ năm uẩn, từ ở cái tham ái đó, chúng ta thấy rằng ái thì sẽ là duyên cho thủ, do cái dục ái đó, do cái hữu ái đó. Hữu ái ở đây đó là chấp có một cái gì đó nó trường tồn, nó bất biến, người ta gọi đó là linh hồn, người ta gọi đó là bản ngã, người ta gọi đó chân như Phật tánh, người ta gọi đó nhiều thứ lắm, cái tên gọi, và luôn luôn gắn cho một cái gì đó nó hằng hữu. Và theo trong truyền thống của Phật giáo thì tất cả đều là giả hợp, đều là giả hợp, tức là nó đã giả nhưng mà nó kết hợp lại, và nó sẽ do duyên nó kết hợp lại, và do duyên thì nó sẽ biến mất, sẽ chịu cái tác động của sự biến hoại, đó là vô thường. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến hữu ái, tức là cái ái mà mình mong muốn rằng có đời sống ở tương lai, cái gì đó nó tốt đẹp. Và ví dụ như bây giờ mình khổ quá, thì mình mong rằng một lúc nào đó mình kiếp lai sinh mình được tốt đẹp hơn, hay hoặc là cũng chính cái điều đó, hoặc là chúng ta nghĩ rằng có một cái gì đó nó hằng hữu, và cái đó nó hằng tùy cái tên gọi khác nhau mà nó hằng hữu, cho nên là chúng ta nghĩ rằng nó không có biến hoại và không có thay đổi, cũng là cái đó. Nếu như vậy thì chúng ta không có cần phải tu tập làm gì, bởi vì cái gì nó cũng là cái đó thôi. Chúng ta có phấn đấu, chúng ta có chuyển hóa cũng không thành Phật được. Và nếu chúng ta đã là cái người tốt rồi thì chúng ta không bao giờ làm người xấu. Mà Phật giáo là tu tập là chuyển hóa, tu tập là chuyển hóa, chuyển hóa từ ở một cái người mà
bất thiện trở thành cái người thiện, từ ở cái luân hồi đó thì đi đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, từ ở một cái người phàm phu á thì trở thành bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân là sao? Bậc thánh nhân là dứt trừ hết những cái phiền não, dứt trừ hết tham sân si, dứt trừ hết tất cả các cái ái, tùy theo trường hợp, tùy theo bậc thánh mà đoạn trừ, thì ta gọi là bậc thánh nhân, hay gọi là Phật. Thì từ ở người phàm phu mới thành thánh, người phàm phu mới thành Phật, do là mình tu tập là có chuyển hóa, chứ không phải là y như chang như vậy. Không phải bây giờ mình hiền thiện mình tốt rồi đời sau mình lại hiện tốt nữa cũng chưa chắc. Nhưng mà bây giờ không phải là con người mình giữ vậy mình không chuyển hóa lại, người mình hành thiện hành bất thiện không mà bảo là mình không chuyển, mình chuyển hóa không được thì cũng không đúng. Cho nên là tu tập ở trong Phật giáo là có chuyển hóa. Khi mà nói đến khác ái, tức là hữu ái ở đây đó, là liên quan đến cái sự nghĩ rằng thứ nhất á, là mình quan niệm có một cái gì đó hàng hữu, không bao giờ biến mất. Bây giờ á, là mình là người như thế này thì đời sau mình cũng tiếp tục như thế ấy, cũng con người đó thôi. Có cái gì đó nó hàng hữu. Cái thứ hai nữa đó là hữu ái ở đây đó là cái mà người ta nghĩ rằng có cái sự ước vọng ở trong tương lai. Bây giờ đó là mình lầm than, mình khổ sở, mong ở một cái kiếp lai sinh gì đó mình tốt đẹp hơn. Chính cái đó mình mong muốn ở tương lai nó tốt đẹp hơn, nó được thanh thông hơn. Thì từ ở cái mình mơ ước như vậy, mong muốn như vậy, cho nên khiến cho chúng ta phải có cái sự hiện hữu. Mà hiện hữu ở đây đó là ở dưới dạng mà chúng ta thấy rằng dù là một quẩn, nhất quẩn, hai dưới dạng ở cái tứ quẩn, hai dưới dạng ngũ quẩn, hay hiện hữu ở đây đó là ở dưới dạng thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, cái đó cũng đều là sự hiện hữu hết. Cho nên cái gì, chính cái khác ái nó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ, suy niệm như vậy, suy niệm như vậy. Và cái điều kế tiếp nữa là phi hữu ái, tức là ở đây đó là nghĩ rằng có một số chúng sanh quan niệm, có một số chúng sanh quan niệm rằng là ở trên cuộc đời này tự nhiên chúng ta có mặt, và chúng ta cũng không có quá khứ, không có đời sống quá khứ, cũng không có đời sống tương lai, sau khi chúng ta chết là hết. Và ngay cả những cái gì chúng ta tạo thiện nghiệp cũng không có kết quả của điều an vui. Ngay cả chúng ta tạo cái ác nghiệp cũng không có cái quả xấu để dẫn chúng ta đến đau khổ, không có. Và cũng không không quan niệm rằng có ân đức của Phật trên cuộc đời này, ân đức giáo pháp trên cuộc đời này, ân đức tăng chúng trên cuộc đời này, ân đức của cha mẹ thầy tổ. Bởi vì họ quan niệm là sau khi chết là hết rồi. Cho nên này nó liên quan đến cái đoạn kiến. Khi nãy hữu ái á, là cái ái mà liên quan đến cái thường kiến, sát sát tát đi thí. Nhưng mà liên quan cái phi hữu ái ở đây đó là cái ái mà nó liên quan đến cái chấp đoạn, tức là cho rằng sau khi chết là hết, không có ân đức của Tam Bảo, không có sự thanh tịnh của Bậc Thánh, không có sự thanh tịnh của Bậc Thánh, không có quan niệm, không có cho rằng sự ô nhiễm của chúng sanh, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có ân đức của cha mẹ thầy tổ, không có luân hồi nghiệp báo, sau khi chết là hết. Thì chốn chúng sanh này đó là quan niệm chấp vào cái đoạn kiến, cũng là cái suy nghĩ của người ta, cái ước muốn của người ta, cái khao khát người ta. Như vậy thì nó dính liền với cái ái. Dục ái nó đơn thuần chỉ là sự dính mắc ở trong ngũ quẩn, trong ngũ dục. Nhưng mà rồi hữu ái á, thì nó lại là liên quan đến cái chấp thường kiến. Còn cái phi hữu ái á, là nó ái mà nó liên quan đến chấp đoạn kiến. Thì cả ba cái này đó đều là ái hết. Nhưng mà hai cái ái sau
là hữu ái và phi hữu ái thì nó liên quan đến cái quan điểm, cái tà kiến của một chúng sanh phàm phu là như vậy. Bây giờ nói đến khi mà cái nguyên nhân để sanh ra cái ngũ uẩn này, tức là cái sự tự tự thân diệt, tự khi nói đến là tự thân tập khởi, tức là do ái đó, cho nên là nó là điều kiện, nó là điều kiện, điều kiện yếu tố để khiến cho chúng sanh có cái năm uẩn này. Và có cái năm uẩn này, chúng sanh càng chấp thủ ở trong năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn, thì cái đó là cái tập khởi. Nhưng mà bây giờ tự thân diệt á, thì ở đây đó thì ni sư Thamma-ni-na đó mới trả lời như thế này: tự thân diệt, tự thân diệt, thưa ni sư, ông Sisaka ông hỏi như vậy, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Khi hỏi như vậy thì bà Visakha mới trả lời: này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không đắm, không tham đắm, không có tàn dư trong khát ái, không có tàn dư trong khát ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sở dĩ sanh tử luân hồi là do tham ái. Giống như chúng ta nói rằng sở dĩ mà có khổ ở trong tứ đế, khổ đế pháp mà chúng ta cần phải biết, Parinyaya Dhamma. Nhưng mà tập đế tham ái thì là pháp cần phải đoạn diệt. Ở đây đó là sự chấm dứt, hay là nói ở đây là sự tự thân diệt thì chỉ cho cái gì? Không có tàn dư của khát ái, không khát ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, hiện ra sự này tôn gọi gì? Ở đây là sự tịch tịnh của niết bàn, tịch tịnh của niết. Chúng ta thấy giờ còn khát ái thì ở đó còn u sầu, còn khổ đau. Khổ đau là sao, còn u sầu là sao? Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt trừ tham ái không sầu không sợ hãi, không sầu không sợ hãi. Có nghĩa là một sở dĩ chúng ta sợ là gì? Chúng ta sợ là sao? Là chúng ta trong một cái trạng thái mong muốn, háo hức và mong được thỏa mãn. Và khi mà cái điều đó nó trở thành một cái khao khát đó, mà nó không như ý mình được, tức là nó không đáp ứng được bởi lòng tham mà. Cho nên là chúng ta trong một cái trạng thái hụt hẫng và làm cho mình phải đau khổ. Đau khổ, nóng đốt, thiêu. Nóng đốt của ái tham, của sự bức bách, của khổ đó. Cái thứ hai nữa đó là hả, có ái tham, nơi đâu có ái tham thì có hiện khởi, hiện hữu. Và khi mà có hiện hữu thì chúng ta thấy rồi, bắt đầu từ có sân, cái kiếp nhân sinh của mình, kiếp người của mình, từ khi mình bắt đầu được sinh ra, thọ thai ở trong bào thai của người mẹ, cho đến khi mà mình nhắm mắt lìa đời đó, thì biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong đời sống. Từ cái người mà giàu sang phú quý, từ cái người mà tột đỉnh của vinh hoa phú quý, họ cũng có cái khổ, họ cũng có cái khổ. Rồi đến một cái người mà cùng đinh trong xã hội, họ cũng có cái khổ, cái khổ của cái người mà tột đỉnh vinh hoa phú quý, quyền thế ở trong tay, địa vị ở trong tay, của cải vật chất ở trong tay, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vân vân, sức lực có đầy đủ, nhưng mà họ cũng có cái khổ của họ. Rồi cái người mà kém may mắn trong cuộc đời này thì họ cũng có cái khổ họ. Cái khổ ở đây đó là cái khổ chung nhất ấy,
là từ khi chúng ta bắt đầu mở tái sanh rồi mở mắt chào đời cho khi nhắm mắt chiều đời lìa đời đó, thì những cái khổ đó nó liên quan với cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Những chuyện không hài lòng, không vừa ý, và cái khổ chung đó là chúng ta chịu sanh trong cuộc đời này, rồi chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết, rồi cũng không có cái đem theo cái được cái gì hết. Chỉ có phước và tội, hay là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Và cái luân hồi đó thì chúng ta phải chịu. Vì vậy cho nên ở đây nó nói đến cái sự chấm dứt khổ, là tự thân diệt đó, là chấm dứt khổ chỉ cho tịch tịnh của Niết Bàn. Quý vị thấy rằng là một vị mà bậc thánh đi, nó bậc thánh, bậc thánh mà các ngài đoạn tận ái thì các ngài đâu có khổ, các ngài không có khổ. Thứ nhất là các ngài không có khao khát đối với những thụ hưởng của ngũ dục, và cũng không hướng vọng đến tương lai. Bởi vì cái đó là những cái chất liệu tạo nên cái đời luân hồi này. Và vì vậy muốn được chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn khổ đau nữa, thì các ngài tận diệt ái. Mà đã tận diệt ái thì các ngài đâu có phải khổ nữa. Ở hiện tại là các ngài không khổ rồi. Và sau khi các ngài bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi, thì các ngài tịch tịnh Niết Bàn. Bởi vì ở đâu có sự hiện hữu của năm quẩn, hiện khởi của năm quẩn. Và khi một ai mà chấp thủ đối với năm quẩn, tức là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn, thì người đó đều phải khổ đau. Cho nên ở đây đồng nghĩa với cái việc mà chấm dứt của tham ái, mà chấm dứt tham ái, chấm dứt phiền não, thì cái điều kiện để tạo nên cái đời sống luân hồi không còn nữa. Và do đó là cái sự an lạc, cái đó là sự tịch tịnh của Niết Bàn. Vì vậy cho nên trong các cái loại an lạc thì Đức Phật ngài gọi là Niết Bàn là an lạc tối thượng. An lạc tối thượng, Nibbanam Paramam Sukham, tức là cái an lạc tối thượng là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta suy gẫm lại đó, bây giờ nè, sự thật ra đó, có một lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy như tinh thần, tâm trí của chúng ta thanh thản, chúng ta không phải lo sầu, không có sầu muộn gì, không phải lo toan với lại cuộc sống, hay là không phải lo toan với lại những cái điều này điều kia, thì sự thật trong khoảnh khắc đó đó, ta cũng cảm thấy nó đạt sự an lạc rồi. Chỉ đối với bậc thánh á, thì các ngài đã dứt hoàn toàn các cái điều kiện, các cái nguyên nhân, các cái yếu tố để đưa đến khổ đau, đó là tham ái, thì các ngài đâu có khổ đau. Vì vậy các ngài tịch tịnh của Niết Bàn đó, đó là một trong những cái tịch tịnh an lạc cao thượng nhất, không có gì an lạc cao thượng bằng. Như vậy thì ở đây vị thánh ni trả lời rằng lý sư Thamaninda ở đây trả lời rằng là sự vứt bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự vô chấp này giả, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Bây giờ nói đến cái việc mà sở dĩ mà tự thân diệt ở đây thì bắt đầu là Thiện Nam Quý Sa Kha mới hỏi rằng: thưa ni sư, tự thân diệt đạo được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? Ni sư Thamaninda trả lời rằng: hiền giả Quy Sa Kha, con đường thánh đạo tám ngành này Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây đó, để mà chấm dứt được phiền não, chứng đắc của Niết Bàn, thành tựu của Niết Bàn, thì cái vị hành giả cần phải tu tập bát chánh đạo, bát thánh đạo. Gọi là bát chánh đạo tức là tám ngành chân chánh. Gọi là bát thánh đạo thì bậc thánh nương tựa vào tám cái pháp này để thực hành mà đưa đến giác ngộ, chứng quả vị thánh nhân.
Thì ở đây đó, thường là chúng ta nói đến cái bát chánh đạo trên hai phương diện, trên phương diện hiệp thế và trên phương diện siêu thế. Trên phương diện hiệp thế là nói những gì mà liên quan với cái cuộc sống này, trong cái đối đãi nhân quả, trong cái sự hiện khởi giữa cái người thực hành bát chánh đạo để có được cái sự an lạc trong đời sống này. Còn nói đến bát chánh đạo, bát thánh đạo ở trong trên phương diện siêu thế thì đó là nói đến cái trạng thái, cái sự thành tựu sở hữu bát chi đạo ở trong tâm đạo của bậc, tức là tâm của một bậc thánh, tâm của một bậc thánh, thì cái đó đưa đến chứng đắc. Thì ở đây có thể nói rằng nó là khi nói đến chánh kiến, tức là cái thấy cái biết của mình, thấy cái biết của mình, cái thấy của biết của mình ở đây đó là cái thấy biết đúng đắn, cái thấy biết mà nó không có hệ lụy ở trong cái vướng mắc ở trong đó. Thí dụ như một người mà thấy rõ nhân quả cũng là một trong cái chánh kiến, biết được cái nhân nào đưa đến quả khổ, nhân nào đưa đến quả ác, quả vui. Người đó biết rõ như vậy, người đó thấy rõ được cái ân đức của Tam Bảo, ân đức của cha mẹ, ân đức của thầy tổ, và cái sự tập nhiễm của phiền não và cái sự thanh tịnh của bậc thánh, cái đó cũng được gọi là cái chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến ở trong Bát Chi Đạo thì ở đây đó là cái trí đạo của một bậc thánh sanh ở trong tâm đạo, và bậc thánh thành tựu đó đoạn trừ phiền não. Chánh kiến là như vậy. Bây giờ nói đến chánh tư duy. Chánh tư duy đó có nghĩa là suy tư một cách đúng đắn, không có lệch lạc. Và suy tư ở đây đó, ví dụ như chúng ta là thường là bị suy nghĩ ở trong cái dục, tức là trong cái tham, rồi suy nghĩ ở trong cái hận. Cái hận ở đây không phải là nóng bừng bừng lên đâu, không đâu. Mà cái mà không hài lòng ở trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ cái gì nó diễn ra mà chúng ta không hài lòng, nó cũng là suy tư, gọi là tầm, gọi là sanh tầm, là sanh tầm. Thì cái đó cũng là một trong những cái suy tư bất thiện, cái tầm bất thiện. Rồi cái suy tư, tức là suy nghĩ đến cái não hại, tức là nghĩ đến cái cách này, cách kia, người này làm tổn thương tôi, tổn thương thân quyến tôi, và cách này, cách kia chúng ta làm để mà trả thù lại, vân vân, tìm cách hãm hại lại. Thì cái đó là tư duy của bất thiện, tư duy của bất thiện. Trong khi chánh tư duy đó là không có nghĩ đến dục, tức là không có nghĩ đến tham. Cái gì mà liên quan đến tham thì không nên nghĩ đó. Cái gì mà liên quan đến sân á, thì cũng không nghĩ đó. Và cái gì liên quan đến cái não hại, tổn thương chúng sanh khác á, thì cũng không nghĩ đến đó. Cái tư duy đó gọi là chánh tư duy. Cái chánh đó là chánh tư duy. Các nếu có suy nghĩ thì suy nghĩ những cái gì đó được gọi là chánh tư duy, chứ không phải là suy nghĩ theo một cái thế thường là nghĩ đến tham, nghĩ đến hận, hoặc là nghĩ đến hại. Không nên nghĩ những điều đó. Bây giờ nói đến chánh ngữ, tức là lời nói chân chánh. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói không có làm tổn thương người khác, không làm tổn thương mình, không làm tổn thương người khác, không làm hại mình, hại người khác. Và chánh ngữ ở đây đó là một trong những cái lời nói đúng với sự thật, đúng với sự thật. Bởi vì chúng ta nói đúng với sự thật ở đây đó là sự thật, là cái việc thật, người thật, sự thật, việc thật là như vậy. Cái thật ở đây là đúng với chân lý, những cái gì mà đúng với Phật pháp, đúng với chánh pháp thì chúng ta nói đúng pháp và luật thì chúng ta nói sai pháp sai luật thì chúng ta không nên nói cái đó nó đem đến tổn hại cho mình, tổn hại cho người nghe, đó là không nên nói. Như vậy thì hoặc là nói với bằng với cái tâm từ cũng là một trong những cái chánh ngữ. Mình nói năng với ai, trao đổi với ai, nhưng mà đối với bậc thánh á, thì các ngài tuyệt đối ở trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng á, thì sự thật ra là những cái đó đó, những cái tâm đó
gọi là nếu mà nó có hợp thì ở đối với cái người phàm phu của chúng ta đó, thì nó có thể rằng nó có khi có chánh ngữ mà không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Có khi có chánh mạng mà không có chánh nghiệp và chánh ngữ. Có khi có chánh ngữ mà không có chánh nghiệp và chánh mạng. Nó không đồng nhất nhau như vậy. Có khi có cái này, có khi kia khác. Nhưng mà chánh ngữ mà hợp ở trong tâm siêu thế đó, tâm siêu thế tức là tâm của bậc thánh, tâm đạo đó, thì chánh ngữ đó, đó nó phải là đồng loạt và nhất định. Nhất định, đồng loạt là nhất định. Nhất định ở đây đó là chắc chắn bậc thánh nào khi mà tâm đạo sanh khởi lên thì có đủ giới phần ở trong đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thì phải có được đầy đủ. Và nhất định phải có, và có là có được đầy đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đầy đủ. Trong khi nếu mà chánh ngữ, chánh nghiệp ở trên phương diện hiệp thế đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, ở trên phương diện hiệp thế tức là họp ở trong tâm đại thiện, tức là ở trong cái người tu tập phàm phu của chúng ta, thì có khi có cái này, có chánh ngữ mà không có chánh nghiệp, có chánh nghiệp mà không có chánh mạng và chánh ngữ, vân vân. Như vậy thì nó không đồng loạt và không có nhất định là như vậy. Bây giờ nói đến chánh tinh tấn cũng vậy, sự nỗ lực của một cái người tu, sự nỗ lực của người tu á cần phải có, nhưng mà cái tinh tấn của cái người tu á là nhờ cái sự tinh tấn này mà cái vượt qua cái mỗi cái thứ. Bây giờ có những gì thử thách, có cái gì mà cản trở, có cái gì mà trở ngại, thì vị đó nhờ cái tinh tấn mà vượt lên. Còn cái tinh tấn mà đối với bậc thánh á, thì nhờ đó, đó mà cái sự hành đạo của những vị ấy vượt lên trên những cái sự thử thách trở ngại của phiền não mà vị ấy vượt lên. Chánh tinh tấn là như vậy. Chánh định, chánh niệm tức là ở trên một cái pháp của một bậc thánh thì các ngài luôn luôn có một cái sự vững vàng ở nội tâm. Khi về quán về danh sắc này, biết rõ về danh sắc này. Nhưng mà đối với người phàm phu của chúng ta đó thì chúng ta có khi cũng có chánh niệm, nhưng mà có khi đó thì cũng bị thất niệm, bị tạp niệm, bị tà niệm, vân vân. Thì cái chánh niệm á, là cái yếu tố giúp cho một cái vị hành quả, hành giả tu tập thiền quán á, có cái sự ghi nhận, có cái sự ghi nhận, có cái sự tu tập của mình trao dồi ghi nhận cái sự sanh diệt của năm quẩn này. Và từ đó đó vị ấy mới nhàm chán, mới ly tham, mới thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã ở trong năm quẩn này. Nếu mà mình quán về một trong năm quẩn này, mình lấy sắc quẩn ra mình quán, mình lấy thọ quẩn ra mình quán, thấy lấy tưởng quẩn ra quán, hành quẩn qua quán, thức quẩn quán, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán thân gì đó, thì cái đó, đó là chỉ cho cái soi sáng ở trong năm quẩn này. Mà cái gì soi sáng cũng chính nhờ sự chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm vững chắc thì cái đó mới có thể có. Từ ở cái chánh niệm vững chắc, bền vững đó, thì vị ấy mới có phát sanh được cái trí tuệ. Mà phát sanh trí tuệ thì mới thấy được cái sự sanh diệt của năm quẩn, để từ đó mới cắt đứt được những cái sự ngã chấp đối với năm thủ quẩn này. Mà dứt được cái ngã chấp, dứt được cái ái tham, thì vị đó ly tham, xả ly, thì vị đó hoàn toàn giải thoát. Chánh định tức là một cái sát na tâm sanh khởi lên, nếu mà được trao dồi với cái định tâm sanh khởi vững chắc, thì vị ấy trú trên một cái đề mục, được trú vững ở trên một cái đề mục. Như vậy thì ở đây khi mà mình nói bát chánh đạo ở trên phương diện trong giai đoạn tu tập của một cái người phàm phu của chúng ta, hay là những người đang tu tập, còn bát chánh đạo ở trên phương diện tu chứng, tức là cái giai đoạn sở hữu bát chi đạo, chánh kiến tức là chỉ cho sở hữu trí tuệ, chánh tư duy chỉ cho sở hữu tầm, chánh ngữ chỉ cho sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp chỉ cho sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng chỉ cho sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn chỉ cho sở hữu cần, chánh niệm chỉ cho sở hữu niệm, chánh định là chỉ cho sở hữu nhất hành
ở trong các cái tâm sở đó, sở tám tâm sở bát chi đạo đó, nếu họp ở trong phương diện hiệp thế, tức là ở trong tâm đại thiện, thì đó là giai đoạn tu tập hay là ở trên phương diện hiệp thế. Còn sở hữu bát chi đạo nếu mà họp ở trong tâm đạo, họp ở trong tâm đạo thì ta gọi là trên phương diện siêu thế, trên phương diện siêu thế. Ở đây nếu mà họp ở trong tâm đạo đó là giai đoạn của một vị thánh giả tu chính ở trên cái tầng thánh đạo của vị đó. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với năm quẩn là một trong những cái kiến chấp, mà do cái sự kiến chấp đó đó cho nên ở đây như thế nào được gọi là thân kiến, như thế nào trong khi ông Quy, Thiện Nam Quy Sa Kha hỏi đó là như thế nào được gọi là thân kiến, thì thánh nữ thánh ni ni sư Tham Ma Nên Đa nó ở đây này giả Quy Sa Kha: kẻ vô văn phàm phu không đến ý kiến bậc thánh, không thường thuộc bậc thánh, không thường thuộc pháp bậc thánh, không tu tập và không không tu tập các pháp bậc thánh, không đến ý kiến bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là sắc, xem thọ là tự ngã, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nó là kẻ vô văn phàm phu, thì nói là vô văn phàm phu ở đây đó là cái người mà người phàm mà không có nghe, không có học hỏi, không có thân cận đối với các cái bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây là bậc thiện trí trong cuộc đời này. Dù bậc chân nhân ở đây mình có thể hiểu như là một cái người đang tu tập trong giáo pháp này, tức là vị đấy có đời sống tu tập tốt, có thân khẩu ý tốt, có giới định và tuệ, mặc dù là còn phàm phu. Rồi là khi mà người đó không thân cận, không gần, không học hỏi, không nghe, không học hỏi thì làm sao mà hiểu được. Rồi không có thuần thuộc của pháp bậc thánh, không tu tập, không thực hành của pháp bậc thánh, tức là pháp mà bậc thánh chứng đắc đó, người đó không có suy luận, rồi không có học hỏi, không có suy luận và không có thực hành thì làm sao mà có chứng đắc được. Ở đây chỉ cho cái người gọi là người vô văn phàm phu là như vậy. Như vậy thì ở đây không tu tập vì không, ví dụ như là bây giờ mình thấy nè, mình có học Phật pháp thì mới hiểu rõ là năm quẩn là gì, rồi sự chấp thủ năm quẩn là gì, sắc quẩn là gì, thọ quẩn là gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng sắc quẩn là như thế nào, ở trong kinh giải thích là chỉ cho cái thân của chúng ta. Rồi thọ quẩn là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đó là chỉ cho cái tâm của chúng ta, chỉ cho cái tâm chúng ta. Và chúng ta học để hiểu để suy luận, thấy rõ như vậy để chi? Khi chúng ta hiểu rõ được là cái này là giả hợp, năm quẩn này là giả hợp, cho nên chúng ta không có chấp thủ ở trong đó. Chứ thường là đa số là sự chấp thủ ở năm quẩn. Nói như vậy đó không phải là dễ để chúng ta dứt bỏ, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta có học hiểu như vậy đó thì làm cho cái tâm chúng ta thấy rõ được như thế nào là sắc quẩn, như thế nào là chấp thủ đối với sắc quẩn này. Sắc quẩn ở sắc quẩn là ta là sắc quẩn ở trong ta. Cái đó nó đều gắn cái tự ngã ở trong, cái tôi ở trong. Và cái tôi đó nó dính mắc ở đâu đó thì ở đó chúng ta sẽ có khổ, giống như là vết dầu loang thôi. Và vết dầu loang đó nó loang ở đâu đó, thì chúng ta giặt giũ nó rất là khó. Như vậy đó, ở đây muốn nói tức là cái sự chấp thủ với năm quẩn đó mà làm cho chúng ta phải khổ. Mà sở dĩ chấp thủ năm quẩn này đó, là do chúng ta ái cái tham ái đó, mà từ ở cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Như vậy thì
tu tập bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo để hướng đến sự giải thoát là đối trở thành một cái bậc thánh, thì ở đây đó là con đường để đưa đến chấm dứt khổ, con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Thì ở đây đó là khổ, khổ tự thân tập khởi của khổ, tự thân khổ rồi tập khởi của khổ, nó là một cái mối liên hệ giữa nhân quả. Sở dĩ chúng ta có khổ đó, là chúng ta do cái nhân là do tham ái, do tham ái, và chính cái tham ái đó làm cho chúng ta phải chấp thủ đối với năm quẩn đó, và thế là chúng ta có cái sự khổ trong đời sống này, rồi hiện khởi giữa đời sống này, đời sống sau, đời sống kế tiếp, đời sống kế tiếp, kế tiếp, làm cho chúng ta có khổ triền miên như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật ngày dạy rằng có sự chấm dứt khổ, mà sự chấm dứt khổ đó là gì? Chấm dứt của tham ái, chấm dứt của chấp thủ đối với năm quẩn. Hả? Chấm dứt tham ái thì không có năm thủ quẩn, không có chấp thủ năm quẩn. Như vậy thì khi mà chấm dứt tham ái ở đây đó là tịch tịnh của Niết Bàn, cái chỗ đó tịch tịnh của Niết Bàn. Mà để mà có tịch tịnh của Niết Bàn, để chứng đắc thành tựu của Niết Bàn, thì vị hành giả phải thực hành đạo đế hay là thực hành bát chánh đạo. Thực hành bát chánh đạo. Và sở dĩ mà được thực hành, sở dĩ mà được giải thoát là nhờ thực hành bát chánh đạo. Cho nên xem bát chánh đạo hay là bát thánh đạo đó như là một cái phương pháp, cái điều kiện để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì ở đây chúng ta hiểu đó, nó không phải là nhân quả. Đạo đế và diệt đế, không phải đạo đế là nhân, không phải là diệt đế là quả, mà ở đây đó là cái điều kiện để thực hành đưa đến chấm dứt thôi, chứ không phải nói là nhân quả. Bởi vì khi chúng ta nói đến nhân quả giữa đạo đế và diệt đế thì không khác nào nó còn những cái sự trong cái sự tương đối, trong sự tương đối, và nó chưa phải hoàn toàn vượt ra khỏi nhân quả. Mà đạo đế ở đây đó là phương pháp để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là chứng đắc của Niết Bàn, đó là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, khi mà ni sư được hỏi ni sư nào gọi là sự thế nào là không chấp đối với là thân kiến đó, thì ni sư Tham Ánh Anh Đá mới trả lời rằng vị thánh đa văn thánh đệ tử ý kiến các bậc thánh, thường thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp bậc thánh, ý kiến các bậc chân nhân, thường thuộc pháp bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem sắc không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc trong tự ngã, không xem tự ngã là sắc, vân vân. Thì ở đây có thể nói rằng là vị thánh nhờ học, nhờ nghe, nhờ suy tư và nhờ thực hành các pháp bậc chân nhân, các pháp bậc thánh, mà vị ấy liễu tri được, chứng đắc được, cho nên vị đó không có chấp ngã ở trong đối với năm quẩn này. Và ở đây chúng ta hiểu là không có chấp ngã là có nghĩa là tận diệt được ái, tận diệt được ái. Bởi vì ái thì sẽ là được ái lớn mạnh, phát tác mạnh, phát triển mạnh, thì sẽ dẫn đến cái chấp thủ liên quan đến dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Thì những cái thủ đó nó là đều là do ái. Mà khi ái tận diệt thì cái chấp thủ hay là cái ngã chấp thủ nó không có ở trong đó, cho nên là cái nhân của sanh tử luân hồi nó không còn. Đây là chỉ cho các cái bậc thánh. Còn đối với người vô văn phàm phu, tức là người mà không nghe, không học, không hiểu, không suy tư và không thực hành pháp bậc chân nhân, không suy tư, không thực hành pháp của bậc thánh, thì người đó không có được dứt bỏ được cái ngã chấp ở trong đó, và do vậy thì còn khổ đau là như vậy. Thì ở đây trong nội dung bài kinh này, đặc biệt là hai đoạn mà hôm nay chúng ta học,
là nói đến cái thứ nhất á, là nói đến cái sự tập khởi của năm quẩn này. Mà sự tập khởi của năm quẩn này đó cũng chính là do sự có mặt của năm quẩn này đó là do tập khởi, là do tham ái. Mà để chấm dứt của tham ái đó thì đó là chứng đắc của niết bàn, là diệt đế. Mà để mà diệt đế đó thì vị đó phải thực hành chánh đạo để mà chứng đắc được pháp của bậc thánh và giải thoát được hoàn toàn ly tham, xa lìa những phiền não, chấm dứt được dục ái, hữu ái và phi hữu ái liên quan đến ba loại ái đó, thì người đó không còn khổ đau sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái ý nghĩa của bài học hôm nay ở đây, mặc dù là cũng cố gắng nhưng mà cũng không có hoàn toàn, chúng tôi nghĩ là cũng không có hoàn toàn hết ý được ở trong cái bài học hôm nay, bài giảng hôm nay. Nhưng mà đó cũng là sự cố gắng của chúng tôi trình bày trong cái ý nghĩa của bài học này, cái đoạn kinh này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Để dành thời gian còn lại, Chư Tăng sẽ thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được hiểu và được lợi lạc thêm. Khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sở thủ trưởng thượng tọa Pháp Tinh, bạch thượng tọa Tư Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Siêu đang ở trước, nghe được. Xin kính thưa, bắt cho buổi thảo luận cái chuyện kinh này có đề cập đến chữ tự thân Sakkāya, và để mở đầu với một cái khái niệm mà tương đối là rất là gần gũi. Thí dụ như là ở trong cuộc sống này, một người tự đặt câu hỏi rằng tôi là ai, tôi là ai giữa thế giới này, thì dựa trên cái nhìn của Phật học á, theo Phật pháp á, thì câu trả lời tôi là ai đó, thì cái gọi là tôi là ta đó nên được trả lời thế nào, được hiểu thế nào, xin Thư Tọa khoan hỷ cho vài cái suy nghĩ trên Thư Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Câu thảo luận số 1 hỏi rằng có câu hỏi tôi là ai được trả lời thế nào theo Phật học. Thì thưa quý vị, nếu mà một người phi diệu pháp thì người đó sẽ phân tích dùng từ ngữ tục đế, đại từ ngôi
Thứ nhất, tôi là ai? Dùng đại từ ngôi thứ ba, thì người đó sẽ nói rằng là nếu nói theo thưởng thức thì hỏi tôi là ai, thì tùy theo cách trả lời tôi là người hạnh phúc hay là người đau khổ ở trong cuộc đời này, là người hữu hạnh hay là người bất hạnh trong cuộc đời này, vân vân. Vì thường thức á, tức là tục đế, thì muốn nói sao cũng được, muốn hiểu sao cũng được. Nhưng nói theo cách tuyệt đối, tức là pháp chân đế Paramattas Sachat, thì cái câu hỏi này cả từ ngữ trước và từ ngữ sau đều là Mokha Vara, là vấn đề không, vấn đề đúng không, tức là nó không có cái chân đứng. Nội cái từ mở đầu của tôi đã là không có chân đứng ở trong cái ngũ quẩn này, rồi hỏi là ai thì như vậy nó càng phi lý một cái là ai là ngôi thứ ba người khác, thì như vậy câu này không nên trả lời và chỉ nói rằng không có trường hợp, không nên đặt câu hỏi như vậy, chỉ thế thôi. Nó cũng khó lắm thưa quý vị, khi mà chúng ta không có biết rành về Phật pháp thì chúng ta hấp tấp chúng ta trả lời liền thì cũng được, nhưng mà đối với người hỏi là người cũng cạn về cái kiến văn Phật pháp thì chúng ta trả lời cách nào họ cũng hiểu, cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà đối với người hỏi, người đó là một người có kiến văn Phật pháp, về A Tỳ Đàm, thì khi mà họ đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta phải thận trọng để trả lời. Với lại một trong những câu hỏi vô ích đó là cái sự tìm hiểu về cái tôi, cái ta, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật này không chấp nhận trả lời bất cứ một câu hỏi nào tương đương như vậy, bởi vì những câu hỏi đó dù có giải thích người nghe họ cũng không lãnh hội được, mà trái lại làm cho họ bị rối tung như một mớ bọc bông vậy. Bởi những điều không có đưa đến cái mục đích giải thoát, không có liên hệ đến lợi ích, thì Đức Phật này không có nói. Cho nên những cái câu hỏi
sẽ về đâu, vân vân. Những câu hỏi đó đó, gặp người trí thật sự thì người đó sẽ nói rằng: khi một căn nhà đang bốc cháy, một người sáng suốt kẹt ở trong ngôi nhà đó, họ sẽ không làm gì khác hơn là can đảm và tìm một cái lối thoát. Họ chạy ra khỏi căn nhà lửa đó, chứ không phải ngồi đó để tìm hiểu, để suy tính. Đức Phật này có đưa một cái thí dụ như một người bị mũi tên bắn trúng, bà con thân nhân của người ấy mời đến, mời một vị thầy thuốc đến để rút mũi tên ra và chữa trị cái vết thương cho anh ta, bởi vì cái mũi tên có độc. Người ấy không chịu để cho thầy thuốc trị liền, mà hỏi rằng: hãy cho tôi biết mũi tên đó được làm bằng nguyên liệu gì? Bằng một thanh gỗ hay là một cái lông chim, hoặc là một cái thỏi sắt, một cái cây sắt? Rồi người bắn tôi đó, người đó là nam hay nữ, mập hay lùn, mập hay ốm, cao hay lùn, nước da đen hay trắng? Và từ đâu bắn tới, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, vân vân. Anh ta hỏi nhiều như vậy đó. Thì này các tỳ kheo, trong khi cái chuyện gấp rút là phải rút ngay mũi tên và giải độc, băng bó cái vết thương lại, thì anh ta lại chần chờ với những cái điều thắc mắc bâng quơ như vậy. Kết quả như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ chết trước khi thỏa mãn câu hỏi. Cũng vậy thưa quý vị, khi mà gặp ai hỏi cái câu hỏi này thì chúng ta phải cho họ biết rằng là họ có biết họ đang bị già, bị bệnh chi phối cái thân xác này và sẽ phải bị chết, không biết được nay mai hay là giờ phút nào hay không. Mình hướng họ qua cái chỗ đó và nói rằng những cái câu hỏi này tìm hiểu nó chỉ làm cho mất thời gian và quan mang, không có cái lời giải thích thỏa đáng, và như vậy không có lợi ích gì cho anh cả, anh đừng hỏi câu hỏi đó. Theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lời bằng cách là chúng tôi phản kháng như thế. Xin thỉnh thượng tọa giáo đặt trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú cái chừng thư tọa thời siêu. Bạch thư tọa thời siêu, thư tọa khoan hỷ giúp để cho một vài ví dụ cụ thể. Đôi khi Phật tử đọc những cái từ rất là chuyên môn về thân chiến, ví dụ như nói là mình chấp là thọ quẩn là ta thọ quẩn, ở trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn, thì mình nghe như vậy nhưng mà mình thực sự mình không hiểu được cái chấp là như thế nào, chúng ta nói như thế nào trong cái ngôn ngữ đời sống hàng ngày. Ví dụ như mình nói là cảm thọ là ta, là mình chấp thế nào mà ta là cảm thọ là thế nào, chấp thế nào, tại sao có trong cảm thọ có ta, trong ta có cảm thọ. Xin thỉnh thưa tọa khoan hỷ trở lại kính thưa thượng tọa. Nó buồn thay chứ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây trong bài học của chúng ta có dẫn chứng về bốn thần kiến đối với bốn cái thí dụ. Những cái thí dụ về thân, bốn cái thần kiến đối với năm quận. Và điều này chúng ta cần nhớ. Chấp thủ các quận là bản ngã, như sắc quận là ta, ta là sắc quận, vân vân. Thì chấp thủ các quẩn là bản ngã, sắc quẩn là ta, thọ quẩn là ta, tưởng quẩn là ta, thức quẩn là ta. Ví dụ như nói ánh sáng chính là ngọn đèn, thì chắc đó nó sai. Ánh sáng không phải là ngọn đèn. Nhưng mà có ngọn đèn mới có ánh sáng. Trường hợp thứ hai là chấp thủ bản ngã chính là các quẩn, chẳng hạn như ta là sắc quẩn. Thì ví dụ giống như thấy còn cây chính là bóng cây. Còn chấp thủ các quẩn trong bản ngã cũng giống như chấp mùi hương là hoa. Và chấp bản ngã trong các quẩn, ví dụ như là nấu viên ngọc trong hộp đựng châu báu về. Thì ở đây thưa quý vị, cái đó là nói theo trong sớ giải, trong chú giải, chú thích về bốn thần kiến đối với năm quận. Đó là những thí dụ. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến một cái thí dụ điển hình, thí dụ như sắc quận là ta, chắc sắc quẩn là ta, thí dụ nói mắt của ta, tai của ta, mũi của ta, lưỡi của ta, thân của ta,
vừa chấp ta là sắc quẩn. Tôi có mắt, tôi có tai, tôi có mũi, tôi có lưỡi, vâng vâng. Chấp các quẩn, như chấp sắc quẩn ở trong cái bản ngã. Như là chúng ta, như một người họ chấp rằng con mắt trong tôi thấy nó là đẹp, hay là xấu, tức là mình chấp. Cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn đó, nằm ở trong cái phạm trù tôi ta. Thì như vậy là cái chấp thứ ba. Còn cái chấp thứ tư là trong ta có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn. Chấp các quẩn trong bản ngã, rồi chấp bản ngã trong trong các quẩn. Ngài Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài đưa ra rất nhiều thí dụ nó liên hệ đến vấn đề này. Chúng ta tùy theo mỗi người có cái sự nhận thức, và chúng ta hãy đưa lên một vấn đề, thí dụ như tôi đẹp, tôi xấu, hay là tôi có cặp mắt đẹp, tôi có lỗ mũi đẹp, có mái tóc đẹp, hoặc là mắt của tôi đẹp, mũi của tôi đẹp, mái tóc của tôi đẹp, hàm răng của tôi đẹp. Thì như vậy nó có cái sự liên quan qua lại. Hãy chúng ta chấp thủ cái này làm chủ đề cho cái kia, hoặc là chúng ta chấp thủ cái kia làm chủ đề cho cái này, thì như vậy đó, được gọi là chấp, gọi là thân kiến, gọi là thân kiến. Một chấp thân kiến là chấp tự ngã làm chủ thể. Còn ngũ quẩn là khách thể. Hai là lấy ngũ quẩn làm chủ thể và bản ngã là khách thể. Cứ như thế mà chúng ta hiểu. Còn nếu mà chúng ta ở đó mà chúng ta phân ra từng thí dụ, từng cái, thưa quý vị, trong trường hợp này chỉ có trí tuệ như Ngài Sariputta, hay Ngài Gotita, hay Ngài Kumarakasapa, Ngài Mahakacchana, thì các Ngài rất nhạy bén trong vấn đề này. Thì ở đây chúng tôi chỉ đơn cử một vài cái trường hợp, thí dụ
Như vậy là người trí chúng ta tự mình nhận thức, tìm hiểu. Chúng tôi xin được dứt lời đây. Nam mô Bụt Thầy. Bạch Thế Thái, cho một sao đó thì sẽ xin tăng giúp dùm. Xin tự tri quan hệ phố cho câu thảo luận dùm. Bạch Thế Thái thì siêu, khi mà chúng ta nghe nói về chấp nhã, hay là về thân kiến, hay là nói về sắc quẩn là ta là sắc quẩn, thì nó như là triết lý, nó cả có vẻ như thuộc về thế giới của những người hay tư duy. Nó có tính cách là có chiều sâu. Nhưng mà nếu một người rất là bình thường trong đời sống hàng ngày, họ không quan tâm đến triết học, họ không quan tâm đến tư tưởng, thì họ có thân kiến không, có ngã chấp không? Hay là cái thân kiến ngã chấp đó, nó chỉ có đối với mà dạ, xin thỉnh thưa tòa, thưa sư quan thị trả lời cho câu thảo luận số 5. Tức là một người không quan tâm về triết lý tư duy, có thân kiến ngã chấp căn chăng? Xin kính thỉnh thưa tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Bất cứ ai là phàm phu, vô thu chân á, đều có chấp thần kiến. Chỉ có bậc tu đầu quần chứng quả thánh tu đầu quần rồi, từ đó trong bậc thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đối với các bậc thánh là không còn cái ngã chấp thân kiến. Chứ còn phàm phu thì luôn luôn là có ngã chấp thân kiến. Dù cho một người có quan tâm về triết lý tư duy, hay là một người không có quan tâm về triết lý tư duy, nếu người đó còn là phàm phu thì cả hai người đó đều có cái thân kiến ngã chấp. Một người không có quan tâm về triết lý tư duy, như chúng ta nói từ nãy đến giờ, họ sống rất bình thường. Nhưng mà mỗi khi họ nói, mỗi khi mà họ khởi lên hỷ nộ ái ố, vui buồn thương ghét, thì họ cố chấp về bản thân mình. Tôi buồn, tôi vui, tôi mập, tôi ốm, hay là tôi nhớ, hoặc là tôi làm thiện hay tôi làm ác,
hoặc là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Nụ cười có thái độ hết sức bình thường, họ hoàn toàn không có quan tâm về triết lý tư duy như là những người ở làng, ở bia rịa. Những người đó họ không biết gì về triết lý tư duy cả, nhưng mà cái ngã chấp của họ đối với ngũ uẩn nó lớn lắm thưa quý vị. Bởi vì họ không có thuần thục ở tôn pháp của bậc thánh, họ không có tác ý theo pháp của bậc thánh, thì làm sao họ hiểu được. Cho nên cái thường cận y duyên của họ thì cứ chấp theo cái thân kiến. Còn đối với người mà quan tâm về triết lý tư duy đó, là nó cộng thêm một cái nữa là họ có cái sự hoài nghi khi mà họ cố tìm ra được cái lời giải đáp của cái tôi, cái ta, tôi là ai vân vân. Thì như vậy người đó là tăng trưởng thêm phiền não. Còn một người bình thường đơn giản, họ không có suy nghĩ về, không có đặt trọng tâm về triết lý tư duy, thì họ cũng vẫn có cái thân kiến ngã chấp, nhưng mà họ không hề hay biết, họ không hề hay biết là họ đang có cái ngã chấp. Giống như là một người đang có bệnh ở trong người mà họ không biết được là họ đang có bệnh ở trong người. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái thân kiến, tức là cái sự ngã chấp về ngũ uẩn, trừ khi là chứng quả tu đầu quần và là đoạn trừ được thân kiến thôi. Còn phàm phu chúng ta thì người học thức hay người không học thức, người có quan tâm về triết lý tư duy hay là không quan tâm triết lý tư duy vân vân, thì người đó vẫn có cái thân kiến ngã chấp. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi về Nam Mô Bụt Thầy. Xin thay mặt đại chúng kính chư thượng tọa tại siêu đã giảng dạy cùng thời lượng số 5. Dạ, vì hôm nay thượng tọa giấc đẳng có công việc ở bên ngoài phải rời room sớm, cho nên chúng con xin phép thỉnh chư tôn đức tiếp tục với câu thời lượng số 3. Dạ, kính bạch thượng tọa Pháp Đăng, là không biết thượng tọa Pháp Đăng có chút máy không ạ? Dạ, một lần nữa xin hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy không ạ? Dạ, kính bạch thượng tọa Đăng, là với câu thượng số 3, chấp thủ thân kiến và là cái nhìn sai lạc hay thói quen là thường cận nghi duyên. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng giải câu thượng luận số 3. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Diệt Thắng, thượng tọa Tân, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Kệ Trì, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào tu nữ thân cha Phật tử. Ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì về chấp thủ thân kiến là cái nhìn sai lạc hay là cái thói quen thường cận ý duyên. Thật sự thì chúng ta biết rằng khi mà có cái tâm tham
là tà kiến đó. À, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái chấp thủ. Bởi cái chấp thủ là nói đến cái thực tính pháp đó, là cái tâm tham tà kiến. Bởi tâm tham tà kiến là gì? À, khi mà mình nói rằng tôi ăn, tôi muốn ăn cái đó, tôi muốn uống cái kia, à, thì cái tôi muốn đó, đó mình nói cái tâm đó, thì rõ ràng tâm mình nhận định không có đúng đó, thì chúng ta biết là tưởng và thọ đó, nó là cái tâm mình. Nhưng mà lúc bây giờ tưởng và thọ đó là biển thì nó sẽ nói là tôi muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái kia, cái đó là của tôi. À, thì nó trở thành cái, nó là cái thường tự duyên tự gì, nó thành là cái thói quen của chúng sanh. À, chính cái thói quen đó nên nó phàm phu thì không có thể nào mà thoát khỏi cái thân kiến. À, không có thể nào thoát khỏi. À, nếu mà mình tu tập á, từ khi mà mình tu tập á, mình chánh niệm á, mình chánh niệm tỉnh giác ở trong cái sự quán xét, để mình thấy đây là thọ quẩn, cái nhớ tưởng là tưởng quẩn, những cái này là hành quẩn, cái này là thức quẩn tâm, như vậy. Hiểu được cái này danh và sắc. Thì khi mình có cái trí tuệ mình hiểu như vậy đó, mình mới biết là giảng Đức Phật về cái tâm tham tà kiến, nó sẽ là cái thường cận duyên của chúng sanh. Và đó là cái thân kiến. Bởi vì cái thân kiến nó chấp thủ ngũ quẩn, nó sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhìn xa lạc đó, mình cái bậc thánh thì nói rằng cái người đó nhìn xa lạc, chứ thật sự thì mình nói rằng cái người đó khi mà cái tâm tham sanh khởi, tâm tham đạt kiến sanh khởi, họ có biết, họ không biết, họ không biết được là cái tâm tham đạt kiến nó mà họ chấp thủ, họ không biết được cái đó. Nói rằng cái đó là của thì đó là cái tâm tham tà kiến sanh khởi và nó điều khiển tổ hiểu tri mình nói như vậy thôi. À, chứ còn cái tâm thiện hợp trí khi mà Đức Phật này đã dạy rồi đó, thì cái người đã chánh niệm giác đó, người đó không có nói với cái cách mà tôi muốn cái đó là của tôi, không có, họ không nói như vậy. À, thì phải chánh niệm tỉnh giác để biết, dù cho họ có sai lệch đó, thì họ cũng phải tự biết, cái người họ tu tập chánh niệm đó, họ cũng sẽ biết được cái sự sai lạc, cái sự tạp kiến khởi lên trong tâm của mình khi mình thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ. Như vậy á, thì mình nói rằng cái sở hữu trí tuệ và cái sở hữu niệm đó, nó thuộc về cái tâm thiện dục giới. Và khi nào mình suy xét thấu đáo đó, thì tạm thời lúc bây giờ mình tạm thời có cái tâm thiện, nhưng mà nếu mà cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó vẫn nhìn nhận cái thân kiến, chứ không phải là dễ đâu. Rất là khó. Vì từ khi nào bị tu được quần thì vị đó đã có cái thường cận ý duyên tốt đó, và chúng ta gọi là cái thường cận ý duyên thường tu đó, thường tu, thường quán, thường xét, suy xét đó, nên cái vị đó đắc chứng đạo quả tu được quần, nó cũng có thường cận ý duyên. Cái thường cận ý duyên là cái cách tu thiện, làm thiện quen đó. Người đó thấy đúng theo cái thiện pháp để đoạt từ cái thân kiến. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ có bất thiện cũng quen, nó cũng trở thành thường tự duyên. Và cái thiện, cái thường, cái thiện mình tu tập liên tục, nó cũng trở thành cái thường tự duyên. Nên khi mà mình đắc chứng đạo quả đó, thì cái sự chánh niệm tỉnh giác, cái quen chánh niệm tỉnh giác của mình nó liên tục như vậy đó. Nó cũng là cái thói quen và để cho mình đắc chứng đạo quả, nó cũng là thường cận duyên. Nhưng mà khi một người mà mình nói là lúc này lúc kia, lúc gọi là cái tâm mà Đức Phật gọi là trong kinh Đức Phật gọi là cái tâm mất thăng bằng á, lúc về lúc khác, lúc về lúc khác á, đối với chúng ta là chúng sanh, khi mà mình có tu tập đó thì mình phải tập cho mình đến lúc nào mình gọi là miên mật để mình tránh xét về sắc thọ thức. Để mình quán xét như vậy đó, thì tạm thời mình sẽ từ từ thoát đi được cái thân kiến. Như ác cái thể mà từ rồi cũng bị quên, vì nó tu tập đúng theo cái đường lối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thường kỷ duyên là cái thói quen, và chúng sanh nó có thói quen trong cái tâm tham. Nó cũng là cái thói quen. Và khi mà
ngược sanh lên đó thì bị trái ý nghịch lòng mình thôi. Mình bực quá nói rằng mày làm cho tao như vậy hả, mày dám nói tao như vậy hả, thì cái tâm sân nó cũng từ cái tâm tham, nó cũng là cái tà kiến thôi, cái gì cái tà kiến nhưng mà nó trả lại mình thôi, với phương diện này cũng diện kia thôi. Chứ còn nó cũng trừ khi nào mà chúng ta đắc đạo quả thì chúng ta mới ta thấy được cái thân kiến này, mình không chấp thuận cái thân kiến. Chứ còn khi mà chưa đắc đạo quả thì rất là khó. Và với phương diện này phương diện kia đó nó liên kết lẫn nhau, hoặc là thân trước nó cỡ cái thân sau mà chúng ta không có biết được. Từ khi nào chúng ta học Phật pháp, chúng ta suy tư về Phật pháp, chúng ta mới thấy những cái điều kiện, những cái chuyện xảy ra như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta mà muốn diệt được cái thân kiến không phải là dễ, bởi vì cái thân kiến là bốn năm tham hợp tà đó quý vị. Mà bốn năm tham hợp tà này mà muốn diệt trừ nó đó, là phải vị thánh tu quần mới diệt trừ được nó. Còn khi nào chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta bớt ngộ nhận, bớt tà kiến, nghĩa là chúng ta có tu tập, chúng ta thấy được thì chúng ta biết được cái danh sắc ngũ uẩn là khổ, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, là không có tốt đẹp. Mình biết qua cái sự suy xét trên thân của mình về cái bất tịnh trong thân mình, như là mình ăn vật thực rồi vật thực tiêu thành phẩm, uống rồi nước thành nước tiểu, mồ hôi, rồi nước da nước mỡ trong người mình nó chảy ra khi mình đi dưới nắng, hoặc mình đi nhiệt lượng cao thì nó chảy mồ hôi, nó rất là khó chịu, thì mình mới thấy rằng cái thân của mình nó là khổ, nó là vô thường như vậy. Như vậy thì khi mà mình có cái sự quán xét đó, thì tạm thời lúc bây giờ mình không có cái tâm tham, thì tạm thời lắng động cái tà kiến một chút vậy thôi. Chứ còn mình khi mà mình có cái tâm tham tà kiến thì mình nói rằng cái này của tôi, cái này của tôi, cái này tôi thích, cái này tôi không thích, cái này đừng có đem này chạy tới cho tôi chỉ cái này của tôi là số một thôi, thì cái đó đều là cái thân kiến đó. Này, nó ít nhiều gì là cũng vậy, danh và sắc đó, nó đều dính mắc vào cái tà kiến hết. Như vậy thì không dễ gì mà đối với chúng sanh mà thoát khỏi cái thân kiến. Cái khi nào mà tu tập miên mật á, gọi là tu tập miên mật chánh niệm tỉnh giác mà liên tục ở trên danh và sắc á, để người đó có cái tâm thiện hợp lý đó để suy xét về cái tội khổ của ngũ uẩn này, thì tạm thời lúc bây giờ chúng ta không có thân kiến thôi. Khi mà lệch qua một chút xíu và chúng ta có cái sự tôi muốn ngủ, giờ tôi phải đi ngủ, cái đó cũng đều là cái tà kiến đó, nó cũng là cái thân kiến đó. Cho đến khi nào mình suy xét, mình biết cái thân này là khổ, bây giờ phải ăn để nó đừng cảm thọ đói khát, nó đừng có cảm thọ nhiệt não. Bây giờ nó cần phải ngủ, mình ngủ để cho nó đừng có khổ, bệnh hoạn, nó hành hạ mình đau đớn. Nên cái người mà suy nghĩ như vậy đó thì họ luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, và họ thấy được cái thân danh sắc này là một cái nỗi khổ, chứ không phải là cái điều mà để tự cao tự đại, không phải, hay là cái điều mà hiểu lệch lạc do cái cơ hội của tâm tham đại kiến sanh lên với cái thọ, cái cảm giác và với cái kinh nghiệm trong cái tâm bất thiện đó, thì lúc bây giờ nó thuộc về cái tâm tham đại kiến, thì lúc bây giờ nó có cái thân kiến ở trong đó thôi, không thể nào thoát khỏi. Bởi vì cái tâm tham nó sanh trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thiếu cái sự nhận định, chúng ta có dính mắc trong đối tượng sắc thân ký vị xúc pháp, mình dính mắc trong đó thì lúc bây giờ nó là cái tâm tham đại kiến. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì xin gửi mic lại cho băng mình tiếp tục được không? Dạ, xin phép thay mặt đại chúng kính trân thượng tọa Pháp Đăng. Kính bạch quý ngài, hôm nay thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Giác Đẳng có công việc ở bên ngoài, cho nên con xin phép được thay lời thượng tọa Giác Đẳng. Kính lĩnh lễ chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Thôi chào quý Phật tử, chương trình sinh hoạt đến đây cũng đã kết thúc. Xin phép được kết thúc chương trình ở đây. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tiếp tục chương trình thì kính mời cô Nhật Quỳnh với phần kết của chương trình còn lại.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tông đức đã mở.